Hello, xin chào mọi người, quay trở lại kênh kênh kênh. Ở trước đây thì mình có review một cái quạt không cánh khá là đẹp. Nói chung là độ mát của nó thì cũng ổn ổn. Nếu mà anh em cho thêm nước vào để nó phun sương lên thì nó sẽ mát hơn, dễ chịu hơn. Còn nếu mà quạt bình thường thì quạt nó hơi yếu. Nhưng mà được cái là nó trang trí đẹp, trang trí phong cách. Thấy không có cánh lại có gió. Nhiều người đến phòng khách, đến nhà chơi hỏi cái này hay thế, mua ở đâu, ta mua với đấy, ví dụ thế. Ok, thì trong cái này mình tiếp tục review một cái quạt không cánh nhưng mà cầm tay nha anh em, kiểu mini đấy, cầm tay đấy. Trước là quạt để bàn, không cầm tay được đấy. Đây, quạt cầm tay mini không cánh, tai mèo nhỏ, để bàn 3 tốc độ gió, 75.000. Anh em thấy rẻ đấy. Thôi thì cứ review xem. Ngon thì là rẻ, còn đều thì là đắt. Đèn đèn. Trời ơi, tặng thêm cả một cái vòng tay đá. Cái này chắc là nhựa chứ đá gì anh em. Thề luôn với anh em là mình phải có đến mấy chục cái vòng tay như này. Tại vì cái vòng này họ cũng rất là hay tặng. Vòng tay tí hưu này rất là hay tặng, mà còn bao giờ đeo đâu. Ok, đây sản phẩm của chúng ta. Quên mất mình đeo vòng này anh em ạ. Đeo vào anh em thấy ổn không? Quá là ổn áp luôn. What? Quạt không cánh mà ta, sao lại có cánh này? Trên 3 tuổi. Hình sản phẩm đây này, Adorable Mini Fan. Đấy, hình tay thỏ thật đấy. Có mấy cái tay, 2-4 cái tay như tay này, không biết có thay được không. Rồi. Cuối cùng đó là quạt không cánh có cánh em. Đấy, và hồng 5 tính luôn anh em ạ. Vãi xoài luôn, USB charging. Pin này, sạc này. Đấy, sao có USB, hình như USB vãi xoài. Đấy, sạc 8 tiếng này. À không, sạc hơn 8 tiếng. Cái gì, và nếu mà cần sạc, nếu mà không sạc thì chúng ta sẽ rất... Nói chung là 2-3 tháng mà anh em sạc một lần. Chắc là vậy. Úi dồi. Ở ngoài thì hồng, bên trong thì màu xanh. Sao lại có cánh nữa trời ơi. Vâng, bên nào gọi là không cánh đây ta. Vâng, như vậy là có cánh anh em ạ. Và quạt bên ngoài hình to vãi nồi luôn. Bên trong thì... nhìn hình to. Vậy mà kích thước lại giống nhau, vãi xoài luôn. Cái cáp ở cái cáp này cũng rất là dị luôn. Đầu tròn nhé, không phải là micro USB nha anh em. Đây, cái này sạc. Rồi. Thì lên mua sản phẩm này mình để dưới video nhé. Nói chung review rồi thì review luôn. Cầm tay mini ạ. Ui. Nói chung là mát cũng vừa vừa, không phải là mạnh. Nhưng mà nó kêu to. Và lúc đầu bật lên kêu to cứ tưởng là mát lắm. Và anh em thấy cái đường kính quạt thì nó cũng không to lắm. Nên phạm vi của nó như này. Phạm vi của nó như này. Đó. Nói chung mấy cái quạt này thì anh em phải chiếu gọi là trực tiếp vào mặt của anh em ấy mới mát thôi, chứ để xa thì không mát đâu. Thì bìa này thì hơi cứng nha anh em. Đó. Và có mỗi một cấp. Đây, có mỗi một nấc, có mỗi một cấp gió. Thế mà bảo là quảng cáo bảo 3 cấp gió với cả không cánh, như vậy là sai hoàn toàn luôn. Bó tay. Đó. Rồi, đó là mức gió nó như vậy. Đấy, mình để test cho anh em xem. Đó. Đấy. Cũng được. Nói chung là cũng mát. Và đây, để tay như này cũng mát anh em. Đó. Vẫn mát. Được, nói chung là cho những ai mà hay làm việc ngoài trời hay là nhà ai mà mất điện thì dùng quạt này ok, rẻ đấy cũng. Nói chung là 75.000 được cái quạt này thì mình thấy cũng rẻ. Nhưng mà chủ yếu là mình mua cái quạt không cánh về review mà. Họ thiết kế cái cổ lõm xuống này. Đấy, toàn cảnh bằng nhựa thôi. Lõm xuống như này và cái đường, những cái khe này thì rất là nhỏ để tránh chúng ta cho tay vào thì bị chạm vào cánh quạt. Và đây có cái gọi là cái tai sừng hiêu. Ok, lên một sản phẩm này mình để dưới video nhé. Nói chung là size chẳng biết là dung lượng của nó, cái tay cầm to này không biết dung lượng pin là bao nhiêu đây. Chẳng biết ghi dung lượng pin, chẳng thấy ghi luôn. Rồi, như vậy trong video này mình đã giới thiệu nhanh sản phẩm quạt cầm tay mini fan vãi vào không cái. Em cảm thấy video hay và thú vị thì đăng ký kênh cho quý mình nhá. Cảm ơn anh coi video. Bye bye. Thôi để mình đặt lại quạt không cánh về review cho anh em nhé. Còn quạt này thì dùng cũng được.
À, sao vừa lấy mình thấy nó mạnh nhỉ? Kiểu gì? Chú kệ đi.